bị đến với chương trình Và Tôi Vẫn Hát. Chúng ta sẽ cùng chào đón hai người dẫn chương trình, Thanh Phương và Nguyên Khang. Nguyên Khang, Thanh Phương, chào mừng quý vị đang đến với chương trình Và Tôi Vẫn Hát. Chương trình được phát sóng định kỳ vào khung giờ 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Truyền thông MUV thực hiện. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ có hai phần thi. Phần thi đầu tiên với tên gọi Tôi Vẫn Hát sẽ chiếm 75% tổng số điểm của cả hai phần thi. Và phần thi thứ hai đó là Thử Thách Tài Năng sẽ chiếm 25% số điểm còn lại. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón trên sân khấu ba vị giám khảo của đêm nay. Xin được giới thiệu đến quý vị sự xuất hiện của giám khảo Đức Huy. Xin giới thiệu đến quý vị giám khảo nghệ sĩ Thanh Thủy. Giới thiệu cùng với quý vị giám khảo Thu Phương. Vâng, thưa quý vị, và trước khi chúng ta đến với phần dự thi của các thí sinh, chúng tôi sẽ mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với cả ba thí sinh của đêm nay trong đoạn clip sau. Mời quý vị cùng đến với phần thi đầu tiên mang tên Tôi Vẫn Hát. Thưa quý vị, ở phần Tôi Vẫn Hát này thì mỗi thí sinh sẽ lựa chọn cho một ca khúc mà mình yêu thích nhất. Và sau đó thì ban giám khảo sẽ đưa ra nhận xét về những số điểm. Mỗi một người tương ứng với 25% số điểm. Và với quý vị khán giả, chúng ta sẽ có 25% tổng số điểm dành cho các thí sinh. Vì vậy, quý vị sẽ chọn ra một tiết mục mà quý vị yêu thích nhất với số điểm quy đổi như sau. Thí sinh nào có số lượt bình chọn nhiều nhất sẽ nhận được 10 điểm, thí sinh tiếp theo sẽ nhận 8 điểm và thí sinh còn lại có số lượt bình chọn thấp nhất sẽ nhận 6 điểm. Và ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện và phần thi đầu tiên của thí sinh Mỹ Hạnh. Tôi đã được về hưu rồi và đang tham gia những cái công tác xã hội tại địa phương. Cụ thể là Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường, Phó Ban Công tác Mặt trận khu phố, Chi Hội trưởng Phụ nữ khu phố, Tổ trưởng Tổ dân phố. Những cái công việc này nó mang lại rất là nhiều những cái lối sống tích cực cho tôi thông qua cái công việc làm của mình, để nhắc đến con cháu là mình phải cố gắng. Luôn luôn phải học hỏi, phải làm việc, cống hiến được nhiều cho mọi người, cho xã hội. Thực sự mà nói về một cái biến cố mà để mà nhớ đó, có lẽ là cái lúc mà chồng tôi không chung thủy với tôi. Đã có một cái bóng hồng khác và tôi không vượt qua được cái chuyện đó và tôi phải chia tay. Chia tay chồng rồi thì nó có nhiều những cái nó thay đổi trong cuộc sống của mình. Mình phải thay đổi chỗ ở, rồi mình phải tự lập, tự mình nuôi con cái của mình, rồi mình phải lăn lộn bươn chải với đời. Hồi lúc ly dị thì con tôi nó còn rất là nhỏ. Bây giờ thì đứa lớn đã là 43 tuổi và đứa nhỏ là 41 tuổi rồi. Và tôi đã có 5 cháu nội. Hàng ngày thì tôi cũng chăm lo cho cháu những cái chuyện vặt thôi. Sáng thì lo cho cháu ăn sáng, rồi nhắc nhở cháu học bài. Tôi làm cái nghề may này là chuyên về áo dài với bà ba cũng được 20 năm. Thế nhưng mà sau này thì cái mắt nó không có được sáng nữa rồi. Thì cái tôi chỉ để là may đồ nhà hoặc là bạn bè rồi may chơi thôi, chứ không có kiếm sống bằng cái nghề này nữa. Tôi thích hát từ bé tí, tại vì ba tôi hồi xưa cũng là một người cũng yêu văn nghệ lắm và cũng hoạt động văn nghệ ở cơ quan đó. Rồi mỗi lần ông đi đâu thì dẫn tôi theo, rồi tôi nghe riết, rồi tôi thấy và tôi thích. Rồi ông cũng dạy tôi hát từ những cái năm mà tôi còn mới có 6, 7, 8 tuổi thôi. Chương trình Và Tôi Vẫn Hát này thì tôi đã biết từ mùa 1. Tôi cũng đã đăng ký đi thi và tôi đã rớt ở cái vòng giữ xe. Tuy nhiên thì đến cái mùa này thì tôi cũng không vì thế mà tôi nản chí. Tại vì tôi muốn thử sức mình thì tôi phải cố gắng để xem là năm nay thì mình có thực hiện được những cái ước nguyện, ý muốn của mình hay không. Giặt rìu
Mùa xuân theo em về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Với cây bay trên sông gà đang gáy trưa, bên sông một trưa nắng vui cho bao tâm hồn. Rồi giặt dịu mùa xuân theo em về, người mẹ nhìn đàn con nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Nước vẫn trên vai anh giờ sưởi ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây như đang long lanh. Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên, trong xuân vui đầu tiên. Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên, một cuộc đời êm ấm. Mùa xuân theo em về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu. Với cây bay trên sông gà đang gáy trưa, bên sông một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông. Dịu mùa xuân theo em về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Với cây bay trên sông gà đang gáy trưa, bên sông một trưa nắng vui cho bao tâm hồn. Rồi dần dịu mùa xuân theo em về, con nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Nước mắt trên vai anh giọt rơi ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây như đang long lanh. Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên. Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên, một cuộc đời êm ấm. Từ đây người biết quê người, từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người. Giờ giặt dịu mùa xuân theo em về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu. Với khơi bay trên sông gà đang gáy trưa, bên sông một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông. Với khơi bay trên sông gà đang gáy trưa, bên sông một trưa nắng thôi hôm nay mênh có thể nói là trong năm vừa qua với đại dịch Covid-19 thì đã gieo rất là nhiều những cái nỗi hoang mang lo lắng cho nhiều người. Và trong giai đoạn đó, cái nhân vật mà được mọi người nhắc đến nhiều nhất đó là các
anh các chị tổ trưởng tổ khu phố. Và trong cái giai đoạn đó thì chị có lo lắng gì không, và chị đã giúp đỡ cho khu phố của mình như thế nào ạ? Thực sự lúc đó đó thì phường lập một cái tổ Covid cộng đồng, thì mình cũng tham gia vào cái tổ đó và mình lăn xạ vào công việc sáng ra là đến phường. Tại vì phường tôi là được cung cấp nhiều rau củ quả lắm, là phải đến phường này nhặt rau nè, rồi cho vô bao nè, rồi xong là đến phát cho những cái hộ F0 nè. Lúc đó mình lăn xạ mình làm, mình không biết sợ là cái gì hết á. Xin cảm ơn những đóng góp của cô đối với cộng đồng. Một tổ trưởng rất là năng nổ đúng không ạ? Cô cũng tham gia vào việc đóng góp những cái học bổng đúng không ạ? Cái những cái học bổng này là mình dành cho ai? Đối tượng là gì? Tự vì công việc của tôi là làm ở bên hội khuyến học của phường, cho nên cái nhiệm vụ chính của chúng tôi là động viên mọi người là luôn luôn là học tập suốt đời, không chỉ là trẻ con mà đến trường để ngồi để thầy cô dạy là mới học, mà những người lớn tuổi từ chúng tôi trở lên thì cũng phải học, học để làm sao mà biết được những triệu chứng nào là của bệnh gì, hoặc là học để mà biết được những cái kiến thức cuộc sống dành cho mọi lứa tuổi, chứ không chỉ phải là học chữ. Còn cái vấn đề mà học bổng á, thì cũng vận động nhân dân rồi mạnh thường quân đóng góp ủng hộ để có những cái suất học bổng cho các cháu ở phường mà có cái hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ phải bỏ học. Tiếp tục con chữ để thay đổi tương lai của mình, đó là một trong những cái hành động mà tôi nghĩ là sẽ thay đổi con người, sẽ thay đổi cả một cuộc đời. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần chia sẻ của các vị giám khảo. Dạ thưa chị Mỹ Hạnh, người ta nói rằng là sức chịu đựng của con người là vô hạn, đúng không chị? Mình nghĩ rằng là có những cái giai đoạn tưởng như mình sẽ gục ngã, nhưng mà không, đúng không? Ngày hôm nay mà chúng ta được ngồi ở đây, chúng ta được gặp nhau, chúng ta được chia sẻ những cái điều hết sức quý giá và những cái thông điệp rất đẹp cho cuộc sống. Có thể trong cuộc sống chị gặp rất là nhiều những cái điều không vui, những cái hạt sạn làm cho mình rất là đau. Nhưng khi chị đứng hát ở trên sân khấu, chị rất lung linh, chị rất lấp lánh, và ở đâu đó thấy rằng là cái cuộc đời này rất đẹp, và cái thiện duyên của chị đem đến cho mọi người nó cũng đẹp giống như là khi chị đứng trên sân khấu vậy. Cảm ơn chị. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Thanh Thủy. Xin được mời những lời chia sẻ của ca sĩ Thu Phương ạ. Nghe chị chia sẻ, Thu Phương mới thấy rằng Thu Phương không thể nào hình dung được những cái khó khăn trong mùa dịch của những người ở Việt Nam đã trải qua như thế nào. Thật sự mình chỉ được đọc báo và theo dõi mỗi ngày để biết được ở Việt Nam quê hương đang như thế nào thôi. Thu Phương rất là trân trọng, rất là trân quý những gì chị mới chia sẻ. Và có một điều nữa Thu Phương thấy là những cái câu hát vừa rồi nó ngoài tầm kiểm soát của chị. Chị chỉ có thể nhiệt thành hết khả năng của mình, chị đam mê hết khả năng của chị, và sau cùng tất cả là chị đã có mặt ở đây là điều quan trọng nhất. Bởi vì trong mùa dịch đã có rất là nhiều người thân yêu của chúng ta, hoặc bạn bè, hoặc xung quanh chúng ta thấy mỗi ngày đã ra đi, mà chúng ta vẫn còn có mặt ở đây, thì đó cũng là một điều đã rất là tuyệt vời rồi. Thành ra cảm ơn chị đã vượt qua mọi thứ khó khăn để ngày hôm nay có mặt ở đây, để Thu Phương được chứng kiến và được tâm sự, được nói chuyện và được nghe chị hát như hôm nay. Cảm ơn ca sĩ Thu Phương. Và thật ra thì đây cũng là một trong những cô tổ trưởng kiên trì. Quý vị cũng biết là thật ra là mùa 1 chúng tôi cũng đã casting rồi, và chị cũng chia sẻ là chị rớt ngay từ vòng gửi xe, nhưng mà chị không từ bỏ đúng không ạ? Và cuối cùng thì trời không phụ lòng người, cuối cùng thì bác giữ xe đã cho mình vào. Hát bằng tất cả niềm đam mê, hát bằng cả tâm hồn thì sẽ chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Cho phép tôi hỏi tại sao mà cô chọn một cái bài nó khó thế? Đây là một bài vals mượt mà, và cũng may đó là cô đã tìm lại được chính mình nửa bài sau, và cái ý chí sau một năm chờ đợi luyện công và vượt qua mọi khó khăn với một nụ cười đang có trên môi cô. Điều này khá giống với cái điều mà tôi làm mỗi buổi sáng. Bây giờ mỗi lần mà tôi thức dậy, sau khi tôi mở mắt là tôi mỉm cười. Tại bởi vì tôi trân quý cái sự sống, tôi mỉm cười bởi vì biết là may quá mình còn đang hít thở, mình còn đang sống. Và nhân tiện đây thì tôi xin đề nghị tất cả quý vị, chúng ta mỗi sáng thức dậy hãy mỉm cười với cuộc đời, hãy trân quý 24 tiếng đồng hồ mà mình có, hãy sống với tất cả những thương yêu. Chúng tôi rất trân trọng gửi đến tất cả những người ở tuyến đầu, giúp cho chúng tôi còn cái hơi thở, còn sự sống là còn tất cả. Cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Bây giờ cái trend người ta nói là còn thở là còn gỡ đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cho điểm dành cho thí sinh đầu tiên trong đêm nay. Nhạc sĩ Thanh Thủy, mời chị. 9,5. Xin mời số điểm của nhạc sĩ Đức Huy. 9 điểm. Xin mời số điểm từ ca sĩ Thu Phương. 9 điểm. Xin được cảm ơn ba vị giám khảo rất nhiều. Xin cảm ơn cô tổ trưởng. Còn giờ đây, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với phần dự thi tiếp theo của thí sinh Công Danh. Tôi với bà xã
lên thành phố Thủ Đức lập nghiệp năm 97. Đức mới lên thì vất vả lắm. Sáng thì đẩy chiếc xe bán bánh ướt, chiều thì lại bán cháo. Tôi ở đây tôi làm những công việc như là rửa xe, phụ hồ. Rồi sau này tôi mới xin được một chân bảo vệ ngoài chợ Thủ Đức, thấm thoát cũng ra được 20 năm. Tôi chạy xe ba gác để mà chạy chuyển hàng, nó giống như một cái cơ duyên. Thì có mấy người bạn đến rửa xe, mình làm cũng nhiệt tình rồi cũng vui vẻ cởi mở, làm cũng kỹ. Cho nên họ thích, họ nói là anh làm vậy có đủ sống không? Không thấy anh sắm xe ba gác đi rồi em nhường bố cho anh chạy. Thế mình thấy vậy mình nói thôi cũng dây mượn tiền các thứ gì để mua được chiếc xe. Có những lúc nó có hàng rất nhiều trong một ngày, thì bù lại có những ngày khác lại ít hàng. Hoặc là có đôi khi nó cũng không có hàng trong ngày hôm đó. Thì cái đó là cái khó khăn. Quê ở Sóc Trăng. Thì thời điểm đó thì tôi rất là năng nổ trong phong trào công tác đoàn. Lập nghiệp trên này thì nói chung nó bị gián đoạn lại. Tức là lúc đó mình lại phải lo cơm áo gạo tiền rồi. Không có thời gian để dành cho cái niềm đam mê của mình. Khi mà tôi làm bảo vệ chợ Thủ Đức, quận Thủ Đức tổ chức những cái chợ này chợ kia thi với nhau, thì lúc đó tôi lại có dịp thể hiện được cái niềm đam mê của mình. Tập gym ở đây với cái lứa tuổi của tôi không phải là tập mà cơ bắp cho mấy cháu mà được, mà mình tập để mình duy trì cái sức khỏe cho mình. Mình tránh được cái bệnh như là tiểu đường nè, huyết áp nè, tim mạch nè. Cái việc tập gym nó giúp cho tôi rất là nhiều, cũng như là tôi khuân hàng, khiêng giác hay là quà, làm những việc gì đó nó nặng tí xíu cũng không thấy mệt mỏi bao nhiêu. Ngày xưa mãi tranh dưới hàng dừa và yêu trẻ thơ. Chương trình Vào Tôi Vẫn Hát tôi đã biết mùa 11 rồi, và có những người bạn tôi đi thi rủ mình cùng tham gia. Nhưng mà thời điểm đó do bận một số công việc cho nên tôi không có tham gia được. Và tôi vẫn nung nấu cái niềm đam mê, tôi vẫn ngày đêm luyện tập. Hằng đêm tôi vẫn luyện tập để hôm nay tôi quyết định tham gia mùa 2 để thể hiện được cái niềm đam mê cháy bỏng của mình. Người đàn bà hóa đá chờ trong nghìn năm, nhưng người đó đã
không gì so sánh, lòng thủy chung tình yêu tổ thị. Nơi phương trời xa, chàng trai đó có hay đỉnh núi, mang tên Vồng Phu vẫn đứng đợi người đàn bà hoa đá. Chờ trong nghìn năm, những người đó đã không quay về để nàng sống quá thân mỏi mòn. Người đàn bà hoa đá vì lòng người chung còn sắc son, câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau, đến mai sau. Thưa quý vị, tôi cũng có nhiều dịp đến Sóc Trăng, thì thực ra cái cụm từ Sóc Trăng nó có nghĩa là vùng đất của sự giàu sang, của sự giàu có, đúng không ạ? Khi mà rời Sóc Trăng để lên thành phố lập nghiệp á, thì anh cũng đã gặp rất là nhiều cái khó khăn, đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì lúc đó mình ở Sóc Trăng thì vẫn làm những công việc bình thường thôi. Lên trên đây thì thấy nó phồn hoa đô hộ quá, mình ngọt. Ở Sóc Trăng thì nói chung là cái quê hương của mình, nhưng mà vì tương lai của những đứa con của mình á, mình muốn tụi nó được phát triển hơn, được nắm bắt được những cái hay cái mới, cũng như là ở thành phố thì có nhiều điều kiện hơn. Nói chung vấn đề học tập, cho nên họ quyết định đi luôn. Đi luôn, vâng. Là lên đây là anh bắt đầu là làm công việc bảo vệ à? À, lên đây lúc đầu thì không bảo vệ. Lên đây lúc đầu thì hồi xưa Khang cũng biết là dưới quê mình có cái món bún nước lèo Sóc Trăng. Dạ. À, anh lên đây bán bún. Đúng rồi. À. Dạ, định đặc sản ở bán quê bún, mình. Nhưng mà nó khổ một điều là dân miền Tây ta ăn được, nhưng mà ở Sài Gòn thì nói chung là hại khoái cái món khác, cho nên ví dụ không ăn bún nước lèo. Đúng rồi, ví dụ như ta ăn bún mắm nè, ăn bún bò, bún bò nè, yeah, bò Huế nè, rồi bún riêu nè, cho nên cái bún nước lèo đem lên bán có mấy ngày bán không được, có thôi dẹp luôn, không có bán nữa. Vâng ạ. À, bà ban nãy thì anh Công Danh có nói là lên thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa đô thị ngợp quá, bởi vậy mỗi ngày là phải tập gym đó, cho nội lực, cho có sức khỏe thật là dồi dào. Và quá thật là qua tiết mục vừa rồi, chúng ta cảm nhận được một cái nguồn năng lực tích cực nè, một cái nội lực trong từng lời ca tiếng hát. Không biết là ban giám khảo chúng ta nhận xét như thế nào với tiết mục vừa rồi ạ? À, chưa kịp mà định thần nữa, bởi vì từ nãy giờ anh liệt ra một loạt mấy cái món bún này, mình từ nãy giờ là thấy hấp dẫn quá luôn. Nhưng mà có lẽ trước tiên Thư Phương xin được chào anh Danh. Anh là người đồng bào dân tộc Khmer mà, cho nên cái tố chất trong con người anh ấy giống như kiểu sông pha đó, sẵn sàng coi như là chinh phục. Đấy thì Phương tin rằng là cái chuyện mà đời sống như thế nào ấy nó không phải là vấn đề với anh. Thế cho nên cũng không ngoại trừ rằng anh hát như thế là đúng rồi. Anh hát đầy năng lượng. Anh hát giống như là thảnh thơi nhưng mà tràn đầy nhiệt huyết. Thế cho nên là tất cả những gì mà ngày hôm nay anh đã thể hiện trên sân khấu này, kể cả câu chuyện cuộc sống của anh cũng đã là một gọi là truyền cảm hứng rồi này đó. Và bên cạnh đó cái khả năng ca hát của anh rất là tốt. Chỉ cần có đam mê mọi thứ đều có thể. Dạ, mình giọng đúng là hát luôn. Ở đây mình có cảm giác như là mình đang ở trong một cái khu rừng nào vậy đó. Đó, đối với mênh mông với đất trời và chỉ có một mình anh thôi, và anh hát thỏa lòng anh hát. Thanh Thủy thấy anh rất tự tin và chẳng có một chút xíu nào cái sự run rẩy hay sợ hãi hay e dè gì hết. Một năm nay là có bao nhiêu mình cứ tuôn ra hết đi, để mình được sống một cái giây phút hết sức là đam mê của mình và thỏa lòng với mình. Và cái điều đó là cái tràn đầy cái năng lượng cho chúng tôi. Và rất là cảm ơn anh. Ca sĩ nhà nghề hay là nghiệp dư gì cũng thế, mỗi lần hát mà thật sự hát đó, thì phải sung sướng. Cũng như là mỗi lần chúng ta ngồi vào bữa ăn đó, thì phải vui vẻ thì bữa cơm nó mới ngon. Thế thì bạn hát mà bạn giữ được cái nụ cười, và bây giờ cái dư âm của cái sướng đó nó vẫn còn đọng lại với bạn, thì tôi xin nói ngay đó là bạn đã rất thông minh. Bạn đã lựa chọn một cái bài hát mà bạn hát cho nó sướng, và bạn đã thăng hoa với cái bài này. Tôi không biết là chủ yếu nhạc mà bạn mê hát nhất là gì ngoài cái này. Nếu mà mình thích cái này, mình làm tốt cái này, thì tôi đề nghị là cứ tiếp tục như thế mà theo. Nếu mà nó sướng đều đều thì sướng dài dài luôn. Bởi vì cuộc đời của mình không có cái lý do gì mà phải chịu đau, chịu khổ và sống trở thành một với cái đau khổ cả. Chúng ta phải là những cái gì hạnh phúc nhất có thể. Dạ vâng ạ. Cuộc đời đó có bao lâu mà hưởng ngờ, đúng không ạ? Anh Công Danh sẽ nhận được số điểm như thế nào? Đầu tiên xin được mời giám khảo Thanh Thủy. 9,5. Xin được mời số điểm từ ca sĩ Thu Phương. 9,5. Xin mời số điểm từ nhạc sĩ Đức Quy.
90 năm. Xin chúc mừng anh. Số điểm cũng rất tốt đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh còn lại của vòng thi đêm nay, thí sinh Trần Thị Trung. Trước khi nghỉ hưu thì tôi là một dược sĩ, 78 là bắt đầu ra trường. Ra trường xong thì về làm ở hiệu thuốc. Trong suốt cái quãng đời của tôi có nhiều vất vả lắm chứ phải không? Tôi mới sanh được một đứa đầu. Hôm mới đứa con mới có một tháng tuổi mà mưa nó dột. Tôi nói như ngoài đường. Cô nói là cuộc đời cô sẽ không phải như vậy nữa, mà nó sẽ khác. Tạm thời nó là như vậy thôi. Đến bây giờ mỗi lần mà cô khó khăn hay cái gì là cô nghĩ tới cái cảnh đó là cô phải vươn lên. Năm ngoái cũng không biết là có chương trình này thì có một người bạn thân chung có chương trình này hay lắm nè, chung đăng ký đi. Nên trời ơi giờ lâu quá rồi không có đăng ký, giờ lên sân khấu ngại quá. Nên đăng ký đi, chung vô liền à, chung hát là chung vô chứ nói vậy đó. Cái mình cũng nói con dâu chứ con coi chương trình này coi, con coi thử coi cái này, chương trình này hay lắm á mẹ, mẹ đăng ký được con làm cho, đã làm cái đăng ký cho đó. Trong thời gian mà làm việc làm nhà thuốc rất là bận rộn cho nên không có thời gian mà tôi đi tập thể thao. Hồi xưa mình nói là mình đứng bán hàng thì mình cũng đi tới đi lui, tại vì bác rất là đông, anh đông lắm, đi tới đi lui là cũng là tập thể dục vậy, nhưng mà nó chỉ là một cái chân của mình thôi. Mà sau đó là mình bị bệnh nghề nghiệp á, là mình bị viêm gót chân rồi mình bị suy tĩnh mạch. Cái mình đi tập dưỡng sinh mình thấy nó cải thiện, những cái bài dưỡng sinh nó nhẹ như vậy thôi mà nó ra mồ hôi như tắm luôn đó. Lâu mà ra đâu ok, hai vợ chồng hát chung rồi cuối tuần một tuần có khi một hai lần đi phòng trà, thành ra cuộc sống nó cũng tinh thần cũng rất là thoải mái. Cảm ơn đời, cảm ơn trời đất, cũng khi mà tuổi như vậy thì ông xã vẫn còn đang đồng hành và ủng hộ tất cả những cái gì mà vợ mình thích. Anh có nghe mùa thu mưa răng lá đổ, anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và anh có nghe nghe mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới, anh có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé. Anh có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ, anh có hay thu về hết dấu cô liêu, và anh có hay khi mùa thu tới bao trái tim vương màu xanh mới, anh có hay hay mùa thu tới hồn em ngất ngây. Hai chúng ta sẽ cùng
mùa thu ấy tình thang ngát vì vừa lắng nghe tiếng hát của cô Trần Thị Trung. Cô là một dược sĩ, và cũng khá một điều đặc biệt là nhà cô thì rất là nhiều thành viên đi theo nghề y, đúng không cô? Con gái và con rể là một bác sĩ. Con gái và con rể. Thế thì trong cái câu chuyện của năm 2021 vừa qua thì con gái và con rể đã tham gia công tác như thế nào, cô có thể chia sẻ được không ạ? Con rể có đi công tác tại bệnh viện dã chiến để giúp cho những bệnh nhân mà bị nặng, và con gái thì ở nhà khám online và tư vấn cho những trường hợp F0 mà triệu chứng nhẹ. Thưa quý vị, sở dĩ mà tôi hỏi như vậy tại vì rõ ràng là trong cái thời gian vừa qua chúng ta nói nhiều về câu chuyện của tuyến đầu chống dịch và cái sự hy sinh của họ rất là lớn, bởi vì có những người hầu như là mấy tháng trời không về nhà, đặc biệt đối với những bác sĩ mà ở bệnh viện dã chiến. Nguyên Khang có nhiều lần đến với bệnh viện dã chiến trong cái hoạt động tình nguyện thì có một cái câu chuyện Nguyên Khang rất là xúc động, có nghĩa là những cái bệnh nhân mà họ ở đó thì họ thường xuyên phải báo cáo với lại bác sĩ về tình hình của mình, thì cái bệnh nhân mới nhắn cho bác sĩ hỏi là thưa bác sĩ khi nào thì tôi được trở về. Thế thì bác sĩ mới động viên là anh chị cố gắng ăn uống để về sớm, còn chúng tôi không biết khi nào mới được trở về nhà. Thì cái câu chuyện đó nó làm cho chúng tôi rất là xúc động, bởi vì họ đã dành cái thời gian cá nhân của mình, thậm chí hy sinh cả những cái công việc riêng tư để có thể gắn bó với công việc điều trị cho những bệnh nhân. Cũng nói thêm là lúc mà con rể đi bệnh viện dã chiến 2 tháng thì mẹ của cháu bị mất do bệnh, thành cháu về được buổi chiều hôm đó thì 5 giờ sáng mai thì mẹ cháu mất. Đã có những cái hy sinh vì tình riêng để có thể vì cái chung để mang đến sự bình yên cho mọi người. Chúng tôi rất là trân trọng điều đó. Vâng ạ, xin được cảm ơn những lời chia sẻ của cô. Và không biết là gia đình mình ngày hôm nay có đến tham dự không ạ? Bà đang ngồi ở đâu ạ? Dạ, là con trai, ông xã và con sĩ. Gái ạ. Con gái ạ. Xin cảm ơn các anh chị, chúng tôi rất là xúc động với những gì mà các anh chị đã làm cho Việt Nam, cho những bệnh nhân Covid trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn rất nhiều. Cô ơi, cô rất là trẻ, mái tóc của cô với lại cái tinh thần của cô đấy, cháu thấy là cô rất là trẻ, và cái giọng hát của cô rất là nhẹ nhàng, rất êm, và nó mang đến một cái cảm giác rất là dễ chịu, mà mình kiểu mình an yên lắm cơ khi mà nghe cô hát. Và nó còn là cả một cái sự truyền cảm hứng mà cháu nghe cô nói cái câu rằng không có vấn đề gì hết, tất cả những gì tôi đang phải đối diện đây chỉ là tạm thời mà thôi. Thì đấy là mấy câu mà cháu rất là thích. Đúng là như vậy, kể cả cho dù là nhiều năm sau nữa, lúc nào tôi cũng trong tình trạng tạm thời, nhưng mà chắc chắn tôi vẫn hy vọng rằng tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Cho nên cháu cảm ơn vì những gì cô đã chia sẻ với dân phố này. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ca sĩ Thu Phương. Cũng giống như Thu Phương vậy, khi cô bước ra thì Thanh Thủy nói ồ sao đẹp dữ vậy trời. Giống như là một cái cô gái 18 tuổi hết.
e ấp, nhẹ nhàng và cứ thông thả. Đúng rồi. Bình an, thông thả và cứ bước tới. Con có cảm giác rằng là không có cái gì, không có khó khăn nào, hoặc là không có một cái nỗi đau nào mà có thể quật ngã được cái người phụ nữ này. Ta cứ hát và ta cứ yêu đời, và rồi ta sẽ đi đến cái điều gì mà ta mong muốn nhất. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Thanh Thủy. Trước hết thì tôi xin chúc mừng cô Trung đã thành công trong việc truyền tải một bài hát trữ tình rất mượt mà, nhiều cảm xúc. Nhưng tôi nghĩ cái thành công lớn hơn của cô Trung là cái hạnh phúc cô đang có. Và trong cái cuộc sống mới này, với cái nhìn mới, khi mà chúng ta thấy là tất cả mọi thứ, vạn vật đều vô thường hết. Bữa trước còn đó, nhưng mà ngày hôm sau ai biết được. Bởi vì thế mà bây giờ hơn bao giờ hết tôi thấy là cái hạnh phúc gia đình chúng ta phải thiết lập, chúng ta phải nhắc nhở với nhau. Giống như là cái cây cần được tưới nước, thì hạnh phúc gia đình, cái mối liên hệ giữa cha mẹ, ông bà, cha con phải được thông suốt, tươi như cái giọng hát, bài hát mà cô mới truyền tải. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ban giám khảo dành cho phần thể hiện của cô Trần Thị Trung. Xin mời số điểm của ca sĩ Thu Phương. 9 điểm. Xin mời số điểm của nhạc sĩ Đức Huy. 9 điểm. Số điểm của nghệ sĩ Thanh Thủy. 9 điểm. Xin được cảm ơn ba vị giám khảo rất nhiều. Cảm ơn cô Trung ạ. Và bây giờ đây sẽ là sự lựa chọn của quý vị khán giả. Quý vị yêu thích nhất tiết mục nào trong buổi tối ngày hôm nay? Xin hãy bình chọn. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn phần bình chọn của khán giả. Kết thúc vòng 1, chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 mang tên Thử thách tài năng. Thưa quý vị, với chủ đề thử thách tài năng, chúng ta sẽ dựa trên những khả năng của các thí sinh, sẽ thử thách xem ngoài những cái sở trường của mình thì các thí sinh của chúng ta sẽ hát được những dòng nhạc, những thể loại nào. Và hôm nay chủ đề dành cho các thí sinh sẽ là những ca khúc của nhạc sĩ Đức Trí. Mời quý vị cùng đến với phần thi đầu tiên của thí sinh Mỹ Hạnh. Trong tim anh còn bao lời cảm ơn, lời xin lỗi. Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi, tình yêu em trao cho anh mất đi sao đành. Nghe bao yêu thương lâu nay dặn lòng cố quên, giờ lại thiết tha. Lung linh sương rơi trong đêm một màu mắt nâu, ánh mắt ấy vẫn chất chứa cả trời ước mơ. Em mơ tay trong tay nhau mình lại như chưa từng xa cách. Cho anh hôn đôi mi em ướt bao đêm rồi, cho anh ôm bao cô đơn thắt tim em gầy, cho anh yêu em hơn xưa ngày buồn đã qua giờ lại có nhau. Ngày nào mình dần hơn nhau phút ngây thơ, lời nói đã mang đi tình yêu, trách sao để mất nhau. Thế rồi một ngày kia nhận ra biết ta cũng sai,
chiều phố quen, thương ai mong manh như sương giờ lại vấn vương, dưng dưng đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc ca tình đắm say, dưng dưng đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc ca tình đắm say. Xin chúc mừng cô đã hoàn thành phần thi của mình. Thưa quý vị, cũng chia sẻ quý vị một điều Nguyễn Khang cũng mới biết. Quý vị thấy cái bộ đầm mà cô đang mặc là do chính cô may á. Tại vì cô là một thợ may cho nên là mặc dù là cô có nói là cô đã hết nhận may rồi đúng không ạ? Không có nhận may bên ngoài. Nhưng hôm nay cô, lý do vì sao cô tự mặc cái đầm do mình may lên sân khấu, có điều gì đặc biệt không? Nói chung là cũng muốn có một kỷ niệm. Khi mà mai mốt mặc lại cái áo này thì mình nghĩ rằng là cái áo này mình may để mình dự thi trong cái buổi thi ngày hôm nay á. Vâng. Cảm ơn cô. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Thanh Thủy hơi có một phút bị trao lòng á. Thương á. Thương quá. Bởi vì một cái thử thách cho chị Mỹ Hạnh khó. Chính vì cái khó đó mình cứ thấy được sự kiên cường. Cái kiên cường của người đang đứng trước sự khó khăn. Và đến nửa đoạn sau thì Thanh Thủy thấy rằng là cô đã nắm bắt được cái tinh thần của bài hát và cô đã feel theo bài hát. Vâng ạ, xin được cảm ơn nghệ sĩ Thanh Thủy. Cái thông điệp mà tôi muốn chia sẻ với bạn Mỹ Hạnh là gì? Buông bỏ, nó chỉ là những kinh nghiệm, chỉ là những cái bài học nho nhỏ thôi. Nó không thể nào định nghĩa con người chúng ta, bởi vì cái lỗi lầm đó được. Nhắn bạn là lần sau mình có hát quên lời hay gì, không sao, buông bỏ. Mình chờ cho cái đoạn nó qua đi, mình không hát đoạn đó nữa. Chuyến xe kế tiếp mình leo lên. Vì giống như em vậy đó. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy xem thí sinh công danh sẽ thể hiện tài năng ở vòng này như thế nào nhé. Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời, đôi núi xanh ngời, đâu đây tiếng đàn cầm buông lá lơi, đâu đây tiếng lòng tôi nghe tí tơ. Và em tôi lung linh giọt sương trắng trong vời vợi, em biết yêu rồi, em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi, em yêu tiếng đàn tôi yêu thế thôi. Như bao giọt sương còn vương mình trên lá, như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười, như xuân chờ đông tình ta còn xa quá, nên anh chờ em chẳng biết đến bao giờ. Đêm nay từng đàn chim trắng về xa em, biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em. Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời, đôi núi xanh ngời, đâu đây tiếng đàn cầm buông lá lơi, đâu đây tiếng lòng tôi nghe tí tơi. Và em tôi lung linh giọt sương trắng trong vời vợi, em biết yêu rồi, em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi, em yêu tiếng đàn tôi yêu thế thôi. Như bao giọt sương còn vương mình trên lá, như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười, như xuân chờ đông tình ta còn xa quá, nên anh chờ em chẳng biết đến bao giờ. Đêm nay từng đàn chim trắng về xa em, biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em. Đêm nay từng đàn chim trắng về xa em, biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em. Đêm nay từng đàn chim trắng về xa em,
biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em. Dạ không biết là ban giám khảo cảm nhận như thế nào với tiết mục này ạ? Trời ơi, anh Công Danh ơi, Thu Phương phải phải xin lỗi nói ra điều này. Bởi vì có thể là anh không thích, nhưng mà Thu Phương nói thật á, là anh hát cái bài này, cái cung cách của anh ấy dễ ghét, dễ sợ luôn á. Anh hát đúng cái kiểu như này, kiểu như là cười khẩy ở trong bụng á. Thử thách à, đúng là sở trường của tôi. Đó, cái kiểu vậy á. Tại sao anh cười, anh thấy đúng tim anh đúng không? Đây đây, rõ ràng anh rất hả hê lắm. Mình hát rất đủng đỉnh, hát chính xác hết tất cả mọi thứ, hát hay đằng khác, hiểu không? Đối với bài hát này á, Thu Phương nghe rất nhiều người hát rồi, nhưng mà con gái không à? Đây là lần đầu tiên Thu Phương nghe một cái version mà con trai hát. Thật lòng mà nói á, Thu Phương rất thích cái version ngày hôm nay anh hát. Thử thách mà anh nước qua rất ngọt, rất nhẹ đúng không ạ? Đây là một cái bài đã làm khó Thanh Thủy rất nhiều với Đức Trí. Trí là vật vã hát bài này. Đức Trí vật vã với Thanh Thủy với bài này. Tại vì nó nằm ở trong cái vở kịch mà Ngàn năm tình sử. Đêm nay từng đàn chim trắng bay xa anh biết ngày xuân, biết nắng, ngày xuân nắng có còn vương trên môi em. Đấy, cứ nhiều đó đó mà tập hoài, tập vô cái nhịp sưng cướp không được, vô không được, rất là khó. Cho nên mình ngồi mình coi có cái người này sao mà đúng thật số 1. Xin được cảm ơn những cái lời khen mà các vị giám khảo đã dành cho phần thử thách vừa rồi của thí sinh Công Danh. Và ca khúc tiếp theo ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với ca khúc Ước Mơ Trong Đời. Với phần thể hiện ngay sau đây, chúng tôi xin được giới thiệu thí sinh Trần Thị Trung. Một ngày em bước bao giấc mơ tươi đẹp, nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ. Và đời cho em những nỗi đau vu vơ, chờ anh đến xóa hết những đau thương. Ước mơ trong đời có ai đâu ngờ, đôi khi sao quá xa xôi. Vẫn mong một ngày nắng lên xanh người, ta bên nhau sánh đôi. Biết anh bây giờ vẫn cứ mong chờ, thôi thì anh cứ mong chờ. Những phút vui nào có đến bao giờ, yêu nhau trong mơ thế thôi. Giấc mơ tươi đẹp, nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ. Và đời cho em những nỗi đau vô bờ, chờ anh đến xóa hết những đau thương. Ước mơ trong đời có ai đâu ngờ, đôi khi sao quá xa xôi. Vẫn mong một ngày nắng lên xanh người, ta bên nhau xanh đôi. Biết anh bây giờ chắc vẫn mong chờ, thôi thì anh cứ mong chờ. Những phút vui nào có đến bao giờ, yêu nhau trong mơ thế thôi. Vẫn mong một ngày lên xanh người, ta bên nhau xanh đôi. Biết anh bây giờ chắc vẫn mong chờ, thôi thì anh cứ mong chờ. Những phút vui nào có đến bao giờ, yêu nhau trong mơ thế thôi. Biết anh bây giờ chắc vẫn mong chờ, thôi thì anh cứ mong chờ. Những phút vui nào có đến bao giờ, yêu nhau trong mơ thế thôi.
sự là những ca khúc của nhạc sĩ Đức Trí thì rất hay nhưng không dễ dàng đúng không ạ? Nó rất nhiều thử thách, đặc biệt là về lời. Bây giờ chúng tôi xin mời phần chia sẻ của ca sĩ Thu Phương. Mời chị. Giống như Thu Phương đã nói đó, là cái chuyện gì xảy ra thì cũng đã diễn ra rồi. Chỉ có nên nghĩ thế này thôi ạ. Mọi khó khăn đúng rồi đều chỉ là thử thách, đúng không ạ? Rõ ràng là như thế. Và dẫu có buồn hay dẫu có vui thôi thì đều là kỷ niệm cả. Quan trọng là ta đã cố gắng hết khả năng của mình rồi. Còn lại những gì mà diễn biến thì ta coi như là một cái trải nghiệm mà thật là vui trong cuộc sống của mình. Thế thôi. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Thu Phương. Quý vị thân mến, ở vòng thử thách tài năng trong đêm thi hôm nay với chủ đề đó là hát những ca khúc của nhạc sĩ Đức Trí. Và với tiết mục này, không biết nhạc sĩ Đức Huy có nhận xét gì ạ? Thì tôi nghĩ là có lẽ bởi vì thời gian cấp bách, đúng chưa? Đó. Và nếu mà thời gian cấp bách á, có nhiều chơi đó thôi, có nhiều chơi vậy thôi. Với cái tinh thần đó, tôi phải gửi lời chúc mừng đến cô Trung hoàn tất cái phần thi của mình với một nụ cười cuối cùng. Cảm ơn cô rất nhiều. Xin được cảm ơn cô Trần Thị Trung. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với thử thách những ca khúc của nhạc sĩ Đức Trí với phần thể hiện của ba thí sinh trong đêm nay. Bây giờ sẽ là lúc chúng tôi xin mời quý vị khán giả cũng như là ban giám khảo, chúng ta sẽ bình chọn cho tiết mục mà quý vị yêu mến nhất. Thời gian bình chọn bắt đầu. Xin được cảm ơn phần bình chọn của ban giám khảo và quý khán giả. Quý vị thân mến, sau đây chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một món quà âm nhạc thật tuyệt vời từ chương trình. Mời quý vị cùng thưởng thức. Ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ. Ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò. Nửa đêm trăng ta nhớ câu chuyện xưa. Lâu ông hoàng đó thuở nào chân hàn mặc tử đã qua. Ánh trăng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm hoang vắng. Tiếng chim kêu đau thương như nức nở giữa trời xưa. Lá rơi rơi đâu đây, sao cứ ngỡ bước chân người tìm về giữa đêm buồn. Đường lên dốc đá nhớ xưa hai người đã một lần đến. Tình yêu vừa chớm xót xa cho chàng cuộc sống phê nhân. Tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết. Tránh thay cho tơ duyên chưa thắp nồng đã vội tan. Hồn ngất ngư điên cuồng cho trời đất cũng tang thương. Mà khổ đau niềm riêng hàn mặc tư xuôi về quê cũ sâu thân nơi nhà hoang. Cầm hơi thôi đừng thương tiếc tuổi cho nhau mà thôi. Tình đã lỡ xin một câu hứa kiếp sau ta chọn đôi. Còn gì nữa thân tàn xin để một mình đơn côi.
Xin cảm ơn phần thể hiện của ca sĩ khách mời của đêm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với phần công bố kết quả. Nhưng trước hết, trước khi gặp lại ba thí sinh, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Thưa quý vị, bây giờ thì Nguyên Kha cùng với lại Thanh Phương sẽ công bố kết quả của thí sinh theo thứ tự ngẫu nhiên chứ không phải theo thứ tự thi. Và bây giờ là thí sinh đầu tiên. Tổng điểm quy đổi từ ban giám khảo và bình chọn của khán giả vòng 1 là 7,22. Tổng điểm quy đổi từ bình chọn của ban giám khảo và khán giả vòng 2 là 2,5. Tổng điểm chung cuộc 9,72. Số điểm của thí sinh thứ hai với tổng điểm quy đổi từ ban giám khảo và bình chọn của khán giả vòng 1 là 6,66 điểm. Tổng điểm quy đổi từ bình chọn của ban giám khảo và khán giả vòng 2 là 2 điểm. Tổng điểm chung cuộc 8,66 điểm. Và tiếp theo là tổng điểm quy đổi từ bình chọn của ban giám khảo và khán giả ở vòng 1 là 6,19. Tổng điểm quy đổi từ bình chọn của ban giám khảo và khán giả vòng 2 là 1,5. Tổng điểm chung cuộc 7,69. Và như vậy thí sinh giành được chiến thắng với chiếc vé bước vào chung kết của chúng ta. Điểm số chung cuộc là 9,72. Chúng tôi xin chúc mừng đó là thí sinh Công Danh. Xin chúc mừng thí sinh Công Danh đã giành chiến thắng tuần và giành được tấm vé để vào chung kết Và Tôi Vẫn Hát với giá trị giải thưởng 5 triệu đồng. Xin chúc mừng thí sinh Mỹ Hạnh với 8,66 nhận được giải thưởng là 3 triệu. Thí sinh Trần Thị Trung với 7,69 nhận được số tiền thưởng là 3 triệu đồng. Chúng tôi xin mời ba vị giám khảo quay trở lại sân khấu và tặng hoa cho thí sinh. Một lần nữa xin được cảm ơn các thí sinh đã thể hiện hết mình ở các vòng thi Đêm Lời Ca Tiếng Hát và câu chuyện đầy ý nghĩa gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Và thưa quý vị, xin mời nhạc sĩ Đức Huy sẽ trao giải cho thí sinh Công Danh với giải chiến thắng nhất tuần là 5 triệu đồng. Chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn sự đồng hành của ba vị giám khảo. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Cảm ơn ca sĩ Thu Phương. Cảm ơn nghệ sĩ Thanh Thủy. Thưa quý vị, hành trình của chương trình Và Tôi Vẫn Hát mùa thứ hai vẫn luôn nhận được sự yêu thương và đón nhận quý vị khán giả. Và đó là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng với nhau để được lắng nghe những câu chuyện, những bài hát, những giấc mơ và cả những cột mốc trên chặng đường của các thí sinh. Và Tôi Vẫn Hát sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Truyền thông MOV thực hiện. Tôi là Nguyên Khang. Tôi là Thanh Phương. Mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.